Quốc Nam ơi, hôm nay mình lại có thêm một tiết mục mới, lần đầu tiên xuất hiện trên giải mầm non. Hay quá, tiết mục gì vậy chị? Độc tấu guitar. Đàn guitar tiếng Việt gọi là gì? Tiếng Việt gọi là Tây Ban cầm vì nó xuất xứ từ nước Tây Ban Nha. Người ta cũng gọi là lục huyền cầm. Em hiểu rồi, lục là sáu, huyền là dây, cầm là đàn, tức là cây đàn sáu dây. Các nghệ nhân Việt Nam còn cải biến nó thành cây đàn guitar cổ nhạc bằng cách làm cho phím đàn lõm sâu xuống. Phím đàn lõm sâu xuống thì có liên quan gì đến cổ nhạc hả chị? Nó sẽ giúp cho những tiếng nhấn và rung thể hiện được những chỗ luyến láy độc đáo của cổ nhạc miền Nam, chẳng hạn như đờn ca tài tử. Sau đây, Bảo Ngọc và Quốc Nam xin kính mời quý vị thưởng thức màn độc tấu guitar của bạn Charles Đặng, 11 tuổi, với bài Romance. Hoàng Phi Hùng, một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa cận đại, là một cao thủ võ lâm, trọng đạo đức, nhân nghĩa, ân đền oán trả phân minh. Nhân vật Hoàng Phi Hùng được đưa lên màn bạc đã trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả ái mộ và ước muốn có cuộc sống giang hồ, hành hiệp, tứ hải giai huynh đệ như ông. Bây giờ, Bảo Ngọc và Quốc Nam xin gửi đến quý vị hình ảnh dễ thương của Hoàng Phi Hùng thời niên thiếu. Qua phần biểu diễn võ thuật của bạn David Phạm, 7 tuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.